Chuyện giờ mới kể Ngày xưa ai kia hô vang rằng Em nghèo lắm, em không có tiền Và không đủ tài chính để lo cho đám tang của cậu em Em phải chạy đôn chạy đáo Chạy đủ góc cùng ngõ hẹp Để có tiền mua đất chôn cậu Và thời điểm ấy là chôn sống cậu luôn đó Tại vì khi đó cậu vẫn còn sống mà Rồi em phải mượn tiền chị Bình Tinh 100 triệu Để làm đám tang Và chưa đâu, trước đó em còn mượn tiền bạn thân 100 triệu Nữ ca sĩ Phan Kim Liên Ý lộn Phan Ý Ve gì đó Để lo bệnh cho cậu hoặc là để xoay sở chuyện gia đình Vân vân và tùm lum chuyện nghe mà rớt nước mắt đúng không quý vị vậy đó biết bản thân mình nghèo mà còn ráng dành thầu đám tang lộ bản chất thật ngay màn chào sân rồi kết quả thì quý vị cũng hiểu rồi đó hiện tại thì sắc bắt sang bang phải chạy đôn chạy đáo lo trốn cái vụ sao kê phượng ve nói lo đám tang cho cậu nhưng thật ra là đang lợi dụng danh tiếng và tên tuổi lẫn cái chết của cậu để làm giàu cho túi tiền của cá nhân cả một núi tiền từ tiền phúng điếu ào ào bay vào tài khoản của ve từ đó có vụ sao kê và tiếp theo Nói nghèo quá không có tiền lo cho cậu Nào là phải mượn tiền Nào là phải bán hết vàng cưới Thiếu điều là cả nhà phải đi bán thân luôn Mới đủ tiền lo cho đám tang của cậu Nhưng bỗng sau 100 ngày của cậu Thì có nhỏ cháu gái khác họ này Đùng đùng quay về lại căn phòng mà họ đã ở trọ 2 năm Cứ như là đang chơi trò truy tìm kho báu Vật lộn một tiếng đồng hồ Thì nào là vàng cưới Vàng đủ các thể loại Tờ tiền 500 ngàn thì cọc cọc u là trời Chẳng biết tiền ở đâu ra hen giả vờ hỏi như vậy thôi chứ thật ra tiền này là tiền ăn cắp trong thùng tiền phúng điếu hoặc là trong két sắt của cố nghệ sĩ chứ đâu tiền bạc thì giấu tùm lum trong căn phòng xong rồi không nhớ cất ở đâu rồi tự dưng tố hồng loan ăn cắp tiền của mẹ con họ số tiền 200 đô và 8 triệu đồng quá trời quá đất chưa tiền và vàng nhiều tới mức mà để bị ăn cắp luôn mà hồi xưa khi cậu bệnh 500 đồng bạc lẻ cũng không bỏ ra để trả viện phí cho cậu để bình tinh phải trả hết bệnh thì bình tinh lo còn lúc cậu mất thì phượng ve giành lo Tại vì bệnh thì chỉ có tốn tiền Còn làm đám tang cho cậu thì hái ra tiền mà Và rồi cho đến tận ngày hôm nay Câu chuyện 200 đô và 8 triệu đồng mà bà Sáu đâm đơn kiện Hồng Loan Cứ tưởng là đã được khép lại Nhưng không Hiện tại bà Sáu vẫn đang bào cái lá đơn đó Bào tới khi nào lòi ra hai cái còng thì mới thôi Mới đây Mỹ, Loan, Bùm Bùm Ba người anh em nhà họ võ Sống tại căn nhà từ đường của cố nghệ sĩ để lại Căn nhà số 5 đoàn thị điểm Đều đã bị công an triệu tập Vì lá đơn tố giác của bà Sáu Bào đơn của bà sáu bào gửi tới phường sau đó gửi luôn tới quận nên vụ việc này nó đã kéo dài từ tháng 6 cho đến tận bây giờ báo án khi mất tài sản là quyền của công dân và thế là bà sáu có quyền sáu giỏi lắm quyền của sáu thì sáu bào cho tới xương còn quyền làm con của hồng loan á thì sáu lại ngăn cản tới cản ngăn lui quá khứ trước đó bà sáu và vợ chồng con nhỏ con gái của bà sáu về ở chung với nhà của cố nghệ sĩ tô vũ linh từ hồi tháng 12 hai năm hai hai mươi và chiếm dụng hai căn phòng riêng hiện tại thì hai căn phòng này đã bị niêm phong sau khi cố nghệ sĩ ưu tú vũ linh qua đời căn nhà đã được sang tên cho con gái ruột là hồng loan hồng loan ban đầu nói sẽ về căn nhà số 5 đoàn thị điểm ở để hương khói cho cha vừa mất nhưng bà sáu bào nói là không có chỗ ở phòng của cố nghệ sĩ ưu tú vũ linh để cho con kim hô nó ở và hai phòng còn lại thì mẹ con bà sáu bào đang ở nên không có cho về tại vì sợ về một cái là mẹ con bà sáu bị đuổi ra khỏi nhà liền mà thiệt là bọn họ đã bị đuổi ra khỏi nhà thật trước là kim hô sau đó thì tới hai mẹ con của bà sáu mắt cười ghê phòng của cố nghệ sĩ mà để cho kim hô ở làm cứ như kim hô là vợ của cố nghệ sĩ vậy đó đúng là khùng là điên mà rồi sau đó mâu thuẫn đã xảy ra gia đình đã không thỏa thuận được cho nên đã có các vấn đề liên quan tới kiện tụng tài sản ngày 3 tháng 5, bà Sáu Bào làm đơn kiện lên tòa, nội dung không công nhận Hồng Loan là con gái của cố nghệ sĩ Tô Vũ Linh và Hồng Loan không được hưởng tài sản của cố nghệ sĩ Tô Vũ Linh. Nên sau đó Hồng Loan đã mời gia đình của cô Sáu ra khỏi căn nhà vào cuối tháng 5, nhưng gia đình bà Sáu thì không chịu rời đi để mà Hồng Loan phải thay khóa, đóng cửa, thả chó. Và sau đó vài ngày, gia đình bà Sáu đã quay trở về căn nhà số 5 đoàn thị điểm để lấy tài sản cá nhân mang đi. Và khi vào phòng kiểm đồ thì cả hai phía đều có quay phim lại để ghi lại toàn bộ quá trình Tuy nhiên sau đó thì bà Sáu đã có đơn báo án cho công an phường là vì bà ta đã bị mất 8 triệu và 200 đô. Trong quá trình công an tìm hiểu sự việc thì đã có ba đơn khác nữa cũng liên quan tới vụ việc gia đình của bà Sáu dời đi và lần ấy khi Hồng Loan lên công an phường để làm việc thì tại đó gia đình của bà Sáu Bào đã mắng nhất Hồng Loan rất nặng nề dù có công an đứng ở đó. Đó chính là lý do vì sao mà sau này Hồng Ni không bao giờ để Hồng Loan đi một mình lên công an mà thiếu luật sư và người đại diện bởi vì hồng loan đi một mình mà có mẹ con bà sáu xuất hiện thì chắc chắn hồng loan sẽ không thể nào tránh khỏi những lời miệt thị cay độc của mẹ con họ cái miệng của mẹ con họ không biết ăn cái gì mà nói cái gì ra cũng dơ cũng bẩn cả phía bà sáu bào cung cấp cho công an một đoạn video clip cho thấy hồng loan ở trong căn phòng căn phòng ấy trước đây bà sáu ở để dọn dẹp đồ và thời điểm ấy không hiểu tại sao một số trang ẩn danh đã có video clip này và đã tung lên ám chỉ hồng loan ăn cắp và họ đã tạo ra nhiều tài khoản ảo để vu oan cho Hồng Loan. Vì thế thì một video clip khác ghi lại quá trình kiểm tiền tư trang của gia đình bà Sáu cũng được tung lên mạng nhằm để minh oan cho Hồng Loan để đáp trả lại video clip trên. Và ngày 26 tháng 10 vừa qua, khi thẩm định tại nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, có một bọc tiền do thừa phát lại thu gom được trong phòng của bà Sáu sau khi gia đình bà Sáu rời đi và bọc tiền này đã được bàn giao lại cho gia đình bà Sáu. Số tiền khoảng hơn 20 triệu đồng. Và trong cái lá đơn, bà Sáu tố là bà Sáu mất 8 triệu và 200 đô, vị chi là 12,5 triệu đồng. Tức là cuối cùng, bà Sáu đã tìm lại được cái số tiền của mình mất, nhưng mà nó nhiều hơn cái số tiền mình báo án. Vậy là sao Sáu? Chẳng lẽ lúc tăng gia bối rối, bà Sáu đã lỡ quơ một mớ bao thơ, cho nên là giờ không biết số bao thơ đó chứa bao nhiêu tiền à? Và tính đến hiện tại, do báo án liên quan tới phường và quận nên kéo dài các thủ tục tìm hiểu thông tin, ghi lời khai, triệu tập những ai có ở nhà số 5 đoàn thị điểm để tìm ra người ăn cắp tiền cho thỏa cái nư của bà Sáu thật ra có ai ăn cắp đâu bà sáu bà tưởng tượng hay lắm và bởi vì cái trí tưởng tượng của bà sáu mà ba người anh em nhà họ võ lẫn anh hải chồng của hồng loan đều bị triệu tập và trong vụ việc này nó cũng có dính líu một tí tới luật sư ngọc được biết một giờ làm việc của luật sư có kinh nghiệm là khoảng 2 triệu đồng trên một giờ nhưng luật sư ngọc đã bỏ công miễn phí giúp cho các anh em nhà họ võ gặp công an để đảm bảo đúng cách thức pháp luật từ đó cho đến nay những sự việc có liên quan tới vụ việc này nhiều người đã cho rằng đây là vẻ vời ra việc ai bị công an gọi lên thì cứ lên công an trình bày là xong chứ có cần phải làm này kia kia nọ hay không mà mời luật sư nhưng thực tế không phải như vậy quý vị nên nhớ rằng trước đây hồng loan đã từng lên công an một mình và thế là hồng loan đã phải chịu đựng những lời mắng nhiếc chà đạp một cách ác độc của hai mẹ con phượng ve và sáu bào cho nên nếu mà không có luật sư đi theo thì rất dễ bị phía ve gài kèo sự lương lẹo sự trơ trẽn thì ai mà qua được mẹ con họ việc luật sư xuất hiện cùng các anh em nhà họ võ khi đi lấy lời khai là vô cùng hợp lý và rất cần thiết và tính ra thì bà sáu cũng giàu ghê có của ăn của để vậy mà sơ hở ra là nói nghèo là nói vô gia cư bưng có mấy cái tô bún bò rồi có mấy cái chén quét có mấy đường chổi thôi mà bà đặt than trời trách đất tại sao ông trời ác với bà già như sáu vậy sáu ơi đó là còn chưa nói tới chuyện là khi nào có ông kính chĩa vào thì bà sáu mới làm còn lúc mà không có ông kính chĩa vào thì bà sáu chắc là đang lên đồng thần số học rồi và xin lỗi bà sáu nha cuộc sống của sáu được như hiện tại là ông trời còn thương bà sáu lắm đó với cái nghiệp mà bán mất căn nhà từ đường không có nhẹ đâu nha còn câu chuyện bà Sáu mất 200 đô và 8 triệu đồng Việt Nam thì nếu có mình hạ kiện, còn không có thì mình nên rút đơn đi Sáu. Chứ Sáu làm như vậy là rối hết đội hình. Cẩn thận, nghiệp nó tràn lan ra, rồi con ve chó con gái của Sáu đó, nó phải nhận lãnh nghiệp quật gấp đôi. Nó sẽ không bao giờ yên với cái vụ sao kê đâu Sáu à.